Thưa quý vị và các bạn, sâm Ngọc Linh từ vài năm nay đã được biết đến là một trong số rất ít loại sâm tốt nhất thế giới nhờ những tác dụng hiếm thấy của nó đối với sức khỏe con người. Cũng vì vậy mà nguồn dược liệu quý này đang dần trở nên khan hiếm bởi sâm mọc trong tự nhiên đã gần như không còn nữa, trong khi các điểm nuôi trồng trên đỉnh Ngọc Linh thì chủ yếu tập trung vào việc bảo quản nguồn gen để nhân giống sâm nhằm từng bước mở rộng sản xuất. Vậy mà trong thực tế, cái được gọi là sâm Ngọc Linh lại đang được mua bán tràn lan theo kiểu cần bao nhiêu cũng có và giá nào cũng dễ dàng mua được. Tình trạng này đã, đang và sẽ để lại rất nhiều hệ lụy. Trước hết là đối với người sử dụng và về lâu dài là việc xây dựng thương hiệu sâm quốc gia vốn đang trên lộ trình thực hiện. Để bóc trần sự thật về cái gọi là sâm Ngọc Linh đang trôi nổi trên thị trường, phóng viên chương trình Nói Điều Muốn Nói đã thâm nhập thực tế và có những phản ánh xác thực về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi chúng tôi bày tỏ ý định thực hiện loạt phóng sự về sâm Ngọc Linh Giỏm, đã có hàng loạt ý kiến đồng tình và cung cấp thêm cho ekip thực hiện chương trình nhiều thông tin có giá trị. Bởi lâu nay, nạn mua bán sâm giả đã và đang gây bức xúc cho nhiều người. Ai cũng có thể mơ hồ hình dung về việc ấy. Nhưng để chứng minh và lột trần sự thật thì lại là việc không dễ dàng. Thị trấn Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, những ngày sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nơi này có hàng chục điểm cung cấp sâm Ngọc Linh. Nhưng có một điều lạ là tất cả đều không trưng ra bảng hiệu và địa chỉ cụ thể. Và đây là một trong những nơi như thế. Đập vào mắt chúng tôi là hàng loạt bình rượu ngâm cái gọi là sâm Ngọc Linh hàng chục năm tuổi, có trọng lượng từ vài lạng trở lên. Quý hiếm là thế, nhưng giá lại rẻ bất ngờ. Cái này là bán theo bình đấy. Bình bao nhiêu tiền vậy? Cái bình loại đây thì 8 triệu. Nhiều sâm nó mà có 8 triệu rồi vậy? Chúng em ngâm cái thời điểm nó phải giá. Còn nếu mà giờ nó ngâm thời điểm này thì đắt lắm. Chị không ngồi đâu. Đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất. Giá sâm Ngọc Linh loại còn tươi tại đây mới là điều khiến nhiều người ngạc nhiên. À, cái này bao nhiêu lạng đây chị? Cái đây là 25 triệu một ký anh. À 25 triệu một ký. Có loại nhỏ hơn nữa. À loại nhỏ hơn nữa là mấy? Ý là loại nhỏ hơn nữa thì giá nó rẻ hơn. Cái này mình lấy ở đâu vậy chị? Cái này thì nói chung em mua của dân em. Dân nào? Dân trong rừng, dân làm thôi. Cái này thường mình giữ trong tủ lạnh là được bao lâu hả chị? Giữ trong tủ lạnh thì nó cả tuần, 2 tuần này. Ờ, ký đó. Bà chủ này còn giới thiệu thêm cho chúng tôi về cái gọi là sâm Ngọc Linh mọc trong tự nhiên. Với giá rẻ bất thường, chỉ 42 triệu đồng mỗi kg, loại mỗi củ nặng trên một lượng. Sở dĩ nói đó là điều bất thường, bởi qua tìm hiểu từ các chủ vườn sâm Ngọc Linh, từ những người am hiểu về sâm và cả lãnh đạo các địa phương đang có sâm, thì hiện nay sâm Ngọc Linh loại nuôi trồng giá rẻ nhất cũng đã lên đến trên 50 triệu đồng 1 kg. Với sâm tự nhiên thì còn đắt hơn nhiều lần, đặc biệt là loại lớn vì rất khó tìm. Mang theo những thắc mắc về cái gọi là sâm Ngọc Linh, chúng tôi ghé lại một địa chỉ mua bán khác, cũng ở thị trấn Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đập vào mắt chúng tôi là những củ sâm ngâm rượu lớn một cách đáng ngờ. Ồ, cái hũ này là bao nhiêu tiền đây chị? Cái đó 25 triệu. 25 triệu, ồ, nó cả ký mà sao rẻ chị? Hai củ đó ha, có 6 lạng nào. Hai củ sâm Ngọc Linh có trọng lượng lên đến 6 lạng, giá 25 triệu đồng, liệu có tin được không? Chưa hết, sâm trồng được bán tại đây với giá 40 triệu đồng mỗi kg, chứ không phải 25 triệu đồng như ở địa điểm đầu tiên. Còn nữa, cái gọi là sâm củ tự nhiên có nguồn gốc từ núi Ngọc Linh, loại 5 củ 1 ký cũng có giá rất phải chăng. Tại sao cái này hàng trồng? Hàng trồng là dân nó trồng rồi. Ừ, biết rồi, nó nhỏ xíu xíu thế này mà 40 triệu. À. Còn cái này nó lớn thế này, nó có quý thế này mà có 45 triệu chị. À. Đáng lẽ nó phải đắt hơn nhiều chứ. Đắt hơn 5 triệu mà còn gì nữa. Cái hồi đó tôi lên tôi mua đây tới 70 triệu nữa chị nhỉ. Tiểu thư này đi thảo điếm mà. Ừ. Cái tùy theo thảo điếm. Ví dụ mình mua rẻ, mua đất, bán đất, bây giờ mình bán đất ai mua? Như vậy, chỉ cần ghé qua hai điểm mua bán sâm, hàng loạt điều bất thường đã xuất hiện. Thứ nhất là không đồng nhất về giá, và tất cả đều rẻ hơn giá trị thật của sâm Ngọc Linh. Tương tự như vậy, cái gọi là sâm tự nhiên có tuổi đời hàng chục năm, bây giờ muốn tìm còn khó hơn mò kim đáy bể. Vậy mà vẫn có rất nhiều tại đây,
với giá bán chỉ bằng một phần rất nhỏ so với sâm thật. Điều này rồi sẽ được chứng minh cụ thể ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, hãy tiếp tục cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về cái gọi là sâm Ngọc Linh đang bày bán khá công khai, không khó để tìm. Ở điểm mua bán thứ ba, điều bất ngờ nằm ở chỗ, đây đang là mùa lá rụng và ngủ đông của sâm Ngọc Linh. Nhưng những củ sâm này thì vẫn đang xanh mướt lá, vừa được bà chủ mua về. À, cái này có lá luôn hả chị hả? À, đây trồng đây. Tức là cái này sâm có lá luôn đây. Cái này là loại này là bao nhiêu? 35 triệu ký. 35 triệu ký. Cái này là mấy củ lạng đây chị? Chứ có khoảng 8 củ ký. À, 8 củ ký đây hả? Ờ. Ôi, sao 35 triệu rẻ nhỉ? 35 triệu. Ở đây bán hồi giờ giá sâm mình ở đây trồng này. À, cái loại này là hàng chuẩn đấy chứ không phải hàng ấy đâu. Mà sao mùa này mà nó có lá chị? Có mùa này chứ. Nghe nói nó ngủ đông mà. Có lá chứ sao có. Dạ. Mới mùa sáng này đấy. Nếu là sâm thật, bảo quản củ tươi trong tủ lạnh lâu nhất cũng chỉ được vài ba tuần. Vậy cái này ở đâu ra? Trong khi mùa này là thời điểm rụng lá của sâm Ngọc Linh. Thì sâm trồng hiện nay thì đúng ra là khoảng tầm tháng 6, tháng 7 mới có lá. Tê Săng là một trong ba xã có sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ở thời điểm hiện tại, ngay tại các xã này và kể cả trung tâm huyện lỵ Tu Mơ Rông cũng hoàn toàn không có điểm mua bán sâm. Vì người dân rất hiếm khi khai thác, hoặc nếu có, cũng chỉ với số lượng rất hạn chế. Mỗi lần chỉ được vài ba lạng để cung cấp cho người quen đặt mua trực tiếp. Đặc biệt, sâm tự nhiên thì càng trở nên khan hiếm. Về cái sâm Ngọc Linh mà hôm nay mà sâm tự nhiên trên địa bàn của huyện, mà nếu mà còn củ lớn thì chắc là không còn. Vì hiện nay là nếu mà cái lượng sâm tự nhiên mà nếu có chăng đi nữa, thì chỉ còn lại những cái củ rất là nhỏ, nhưng mà số lượng nó rất là ít. Có thể là bà con đi rừng cỡ vài tháng rồi tìm nó được cỡ vài ba lạng thôi, chứ còn nếu mà ra cỡ ký thì sâm tự nhiên hiện nay là không còn nữa. Như vậy câu hỏi đặt ra bây giờ là một số lượng sâm không hề nhỏ đang trôi nổi ngoài thị trường, theo kiểu mua bao nhiêu cũng được, giá nào cũng có ấy, ở đâu ra? Trong khi ngay tại vùng trồng sâm Ngọc Linh đích thực, muốn tìm mua dù chỉ vài ba lạng cũng không phải là chuyện dễ dàng, chứ chưa nói đến số lượng hàng kg. Tại một trong những địa điểm mua bán cái gọi là sâm Ngọc Linh tại thị trấn Đắc Tô, chúng tôi phát hiện kiện hàng này được gửi từ nơi khác đến theo đường xe khách. Mà từ những vùng núi có sâm Ngọc Linh không hề có bất kỳ tuyến xe nào về đây. Lần theo những dấu vết ban đầu ấy, kết nối với những thông tin được khán giả cung cấp từ trước khi bắt tay vào thực hiện loạt phóng sự này, chúng tôi lần tìm về thành phố Kon Tum. Sau khi mất rất nhiều thời gian tìm hiểu và xác minh, chúng tôi đã tìm đến được địa chỉ này. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi cung cấp sâm với số lượng đặc biệt lớn. Vẫn trong vai người đi tìm mua sâm, qua rất nhiều cửa ngõ và mất khá nhiều thời gian chờ đợi, chúng tôi mới tiếp cận được ông chủ của cơ ngơi này. Chào anh hỏi sâm mà. Dạ, nghe anh em giới thiệu cái chỗ mình có cung cấp sâm, em tới hỏi thăm. Dạ, sâm Ngọc Linh. Mua sâm Ngọc Linh à? Dạ, mà nghe nói giá của mình nó cũng phải chăng? Thường đấy. Dạ. Nằm sâu trong tận cùng cơ ngơi này là kho sâm, có thể nói là đồ sộ, gồm hai tủ lạnh loại lớn đặt trong phòng kín. Nhưng đáng kinh ngạc hơn cả là giá bán của cái gọi là sâm Ngọc Linh tại đây. Loại đấy là 8 triệu ký. 8 triệu ký hả? À. Ồ, cái này cái nguồn ở đâu mình lấy ở đâu mà giá cái này này? Rồi, nó là trong. Trong ở đâu anh? Thì ở đây lấy luôn. Ví dụ cái nguồn mà 8 triệu ký này là mình có được nhiều không anh? Có nhiều. Ý là nó có đúng sâm Ngọc Linh đâu mà giá nó rẻ thế này anh? Đúng rồi, sâm trong đấy. Nhưng mà trong đi núi Ngọc Linh là trồng dưa ở đâu? Mình là ông nông mái mà. À. 15. Mấy mấy là củ lại này nhưng mà là củ to hơn. À. Họ bán lại. Nó tùy dạ. Đấy, bán đấy là gốc, còn họ lấy về họ bán lại nữa. À. Họ lại khác. Bây giờ ví dụ như trong hai tủ của mình là có tổng cộng được bao nhiêu ký đấy anh Phúc? Còn 20 ký. 20 ký. Ngoài sâm trồng, giá rẻ đến không ngờ, tại đây còn có cả một loại củ được gọi là sâm Ngọc Linh mọc trong tự nhiên. Trọng lượng thuộc hàng hiếm thấy, với số lượng gần như không hạn chế.
Dạ. Mình có sâm tự nhiên không? Sâm tự nhiên có. Tiêu tiên. Thế là một làng mà đó là 17 triệu. À, một làng 7 triệu. Một làng nó bằng 1 tỷ nghĩa rồi. Bán lẻ thôi. Đến đây thì chúng ta đã có thể phần nào hình dung được tại sao sâm giả Ngọc Linh lại xuất hiện tràn lan trên thị trường với giá quá rẻ mạt so với sâm Ngọc Linh thật. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là thực ra cái lâu nay vẫn được gọi là sâm Ngọc Linh ấy, thực chất nó là củ gì, xuất xứ từ đâu? Và quan trọng nhất là tại sao trong một thời gian dài nạn mua bán sâm giả diễn ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện và xử lý? Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo các địa phương đang tập trung phát triển sâm Ngọc Linh là huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum và huyện Nam Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi đều nhận được sự trăn trở và lo lắng rất nhiều trước thực trạng nguy hiểm này. Đồng thời họ cũng đã đưa ra khẳng định ban đầu về sự bất hợp lý của những gì chúng ta vừa chứng kiến. Thứ nhất, không thể có cùng một lúc lượng sâm Ngọc Linh thật lên đến hàng chục kg như vậy. Thứ hai, giá từ 8 đến 40 triệu đồng mỗi kg là điều cực kỳ phi lý. Và cuối cùng, sâm Ngọc Linh dạng tự nhiên, củ lớn với số lượng nhiều là không hề có. Vì loại này còn rất ít ở núi Ngọc Linh và đang được bảo tồn nghiêm ngặt để nhân giống. Kiểm chứng ban đầu cho những nhận định ấy là khi chúng tôi nhờ một vị lãnh đạo mua giúp hai lạng sâm trồng trên đỉnh Ngọc Linh, phải mất gần 2 ngày chờ đợi để họ cử người lên núi liên hệ lấy sâm. Số lượng mang về cũng không được như mong muốn. Tất cả những gì có được là không đầy 10 củ sâm loại nhỏ, trọng lượng chưa đến một lạng với giá 5 triệu đồng. Bây giờ, ít ra thì chúng ta đã có cơ hội để nhìn tận mắt củ sâm Ngọc Linh thật và biết được sự không dễ dàng để có thể tìm mua được nó. Còn với hàng chục kg cái gọi là sâm Ngọc Linh đang trôi nổi ngoài thị trường, sự thật sẽ được chúng tôi phơi bày vào kỳ tiếp theo của chương trình Nói Điều Muốn Nói trong phóng sự Lật Tẩy Sâm Giả Ngọc Linh và Những Nỗi Lo Có Thật. Đây là 25 triệu một ký đây. Cái đấy 25 triệu một ký. 35 triệu một ký. Rồi đây là 8 triệu một ký. Còn 20 triệu tiêu tiên. Là một làng mà nó là 7 triệu. Nếu mà ra cả ký thì sâm tự nhiên hiện nay là không còn nữa.